Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và sau đây xin mời quý vị theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Donald Trump đã tiếp đón Tổng thống Pháp tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có một cuộc gặp cấp cao với những tràng đại bác đón chào. Cả hai người đã có những buổi yếm tiệc và trồng cây kỷ niệm tại sân sau của Tòa Bạch Ốc. Được biết trong cuộc gặp gỡ, cả hai đã bàn về những vấn đề về Syria. Ông Trump muốn cảm ơn Tổng thống Pháp đã ủng hộ và tham gia hành động tấn công vào Syria cách đây 2 tuần trước. Chuyến viếng thăm này có thể coi là một sứ mệnh mà Tổng thống Trump có cơ hội sửa sai những mối quan hệ trong những ngày đầu nhậm chức. Được biết, Tổng thống Donald Trump đã trải thảm đỏ đón ông Macron và được coi là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được tiếp đón trong chuyến viếng thăm cao cấp nhất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp từ Bắc Hàn. Bắc Hàn đã đồng ý cho Nam Hàn phát sóng trực tiếp bằng các phương tiện truyền thông Nam Hàn trong một phần của hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra hôm thứ Sáu, cũng như tổ chức hội nghị của các phóng viên tại khu vực an ninh biên giới. Hai bên đã tổ chức các cuộc hội đàm tại Chongryak, phía bắc của biên giới của Panoyot để thảo luận về các vấn đề về cách thức tổ chức an ninh và báo chí trước hội nghị thượng đỉnh liên triều. Cả Bắc và Nam Hàn cũng dự kiến sẽ tổ chức một buổi tập trung tại làng chài biên giới. Bắc Hàn và Nam Hàn đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in tại làng biên giới Pamuyon bắt đầu vào thứ Sáu tuần sau. Một bản tin khác cũng từ Bắc Hàn. Thưa quý vị, người đào thoát khỏi Bắc Hàn hy vọng vấn đề nhân quyền sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh liên triều sắp tới. Ông Shin Jong-ho, 35 tuổi, người đã đào thoát khỏi Bắc Hàn và đến Nam Hàn năm 2006, đang hy vọng rằng các vấn đề nhân quyền ở Bắc Hàn sẽ được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh liên triều vào cuối tuần này. Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp tại ngôi làng biên giới vào thứ Sáu để thảo luận về một loạt các vấn đề bao gồm cả chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn. Chi Song-hung là người đứng đầu các hoạt động và đoàn kết vì quyền con người, một nhóm giải cứu và tái định cư những người tị nạn Bắc Hàn. Ông nói rằng những người đào thoát đang hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh có thể dẫn đến sự thống nhất bán đảo Triều Tiên để họ có thể thăm lại gia đình mình. Chi là một trẻ ăn xin bị tra tấn và giam đói ở Bắc Hàn, là người đã trốn thoát khỏi đất nước sau khi anh ta bị một đoàn tàu đâm phải khi đang cố gắng ăn cắp than. Chi đã bị mất tay trái và chân trái sau khi rơi khỏi chuyến tàu chở hàng. Sau đó anh đã có một cuộc gặp riêng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tháng 2 vừa qua. Theo số liệu của chính phủ, tổng số người đào thoát khỏi Bắc Hàn tại Nam Hàn là 31.339 người được thống kê vào cuối năm 2017 vừa qua. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp từ Florida. Giới chức công lực ở tiểu bang Florida mới đây đã đến một nhà quan và dùng ngón tay của một người đàn ông quá cố để tìm cách mở khóa điện thoại di động của ông ta trong tiến trình điều tra. Ông Limus Philip, 31 tuổi, bị một cảnh sát viên thuộc Sở Cảnh sát thành phố Largo bắn chết vào hồi tháng qua, sau khi ông này tìm cách lái xe bỏ chạy trước khi cảnh sát kịp khám xét ông ta. Theo nguồn tin từ giới chức công lực cho biết, tại nhà quan, hai thám tử điều tra nắm lấy bàn tay người quá cố, đưa ngón tay của người này vào bộ phận cảm biến của điện thoại, nhưng cũng không mở được điện thoại. Vị hôn thê của ông Philip là cô Victoria Armstrong giận dữ cho hay cô cảm thấy bị xâm phạm và bất bình về hành động bị coi là xúc phạm người quá cố. Các chuyên gia pháp lý phần lớn đồng ý rằng những gì thám tử cảnh sát đã làm là hợp pháp. Tuy nhiên, họ đặt vấn đề là có thích đáng hay không? Ông Charles Rose, giáo sư ngành luật pháp tại trường luật thuộc Đại học Stetson University, cho tờ báo địa phương Tampa Bay Times hay rằng người chết không thể đòi được bảo vệ theo tù chánh án thứ tư vì không còn làm chủ cái gì. Tuy nhiên, quyền này có thể được áp dụng cho bất cứ ai là người thừa hưởng. Quý vị vừa theo dõi một vài bản tin vắn trong ngày. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt.